Mến chào các bạn, mình là của nhà bước ước 1. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Hôm nay xin mời các bạn theo chân mình quay trở lại chợ gạo Tiền Giang để giám sát tiến độ thi công của mẫu nhà mái thái chữ L nở hậu ở nông thôn, với cái chiều rộng mặt tiền là 5m và cái chiều dài là 19,5m, nở hậu là 3m. Và cái mẫu nhà này hiện nay bên đơn vị mình thực hiện đang trong cái giai đoạn hoàn thiện, và mời mọi người tham quan cái mẫu nhà này cùng mình nhé. Mẫu nhà này do bên đơn vị mình tư vấn thiết kế xây dựng trọn gói ở chợ gạo Tiền Giang, và ngày hôm nay quay trở lại mẫu nhà này đang trong cái giai đoạn hoàn thiện, và những cái công tác chính như là lát gạch nền, sơn bê và phần trần thạch cao thì đã xong rồi bạn. Và hiện nay chỉ còn lại cái công tác lớn, đó chính là vào cái phần cửa nhôm xin pha. Về cái tổng thể cái mẫu nhà này rất là có duyên, màu sắc thì rất là hài hòa các bạn. Cái phần mái thì là mái thái 2 cấp chữ đinh, nở hậu chữ L, rất là đẹp và rất là có duyên. Được thiết kế đầy đủ công năng cho một cái gia đình 3 thế hệ các bạn, gồm có một cái phần sảnh đệm phía trước, một phòng khách, 3 phòng ngủ, một khu vực bếp, phòng ăn, một phòng sinh hoạt chung. Riêng với cái mẫu nhà này thì nhà vệ sinh đã được đặt ở phía cuối của ngôi nhà này, kết hợp với cái sàn nước. Vì mẫu nhà này là xây dựng ở vùng quê nông thôn trên một cái mảnh đất trống. Các bạn đang quan sát là cái phần trần thạch cao và cái phần cái ốp gạch cũng đã thực hiện xong các bạn. Mẫu nhà này phần nội thất ở bên trong được ốp gạch cao lên 1,5m. Có thể nói được rằng là cái phần nội thất ở bên trong nó rất là sáng các bạn. Sử dụng một cái tông màu trắng kết hợp với màu ghi. Và hôm nay thì bên đơn vị mình sẽ thực hiện cái công tác hoàn thiện, đó chính là sơn giả đá cẩm thạch cái phần cái mặt tiền các bạn. Và cái phần gáp cửa thì cũng sẽ thực hiện trong một cái thời gian tới đây. Và sau khi cái mẫu nhà này hoàn chỉnh xong thì mình sẽ thực hiện cái video chi tiết gửi đến mọi người tham khảo. Phần gạch nền thì sẽ được lát là gạch 60x60 các bạn. Cái nền là màu trắng và cái vân mây đá màu ghi. Vì tổng thể cái ngôi nhà này, cái nội thất ở bên trong mình cảm thấy rất là thích các bạn, rất là sáng, sử dụng cái tông màu trắng kết hợp với cái màu ghi giúp cho cái ngôi nhà này nó càng rộng rãi hơn nữa. Và cái phần ở khu vực bếp và phòng sinh hoạt chung ở cái phía cuối của ngôi nhà này cũng rất là rộng. Và cái phần bếp thì cũng được lấy ánh sáng từ phía bên ngoài vào, giúp cho cái phần phía sau của cái ngôi nhà này nó càng trở nên hoàn chỉnh và rộng rãi hơn. Phần bên cái phần nở hậu thì cũng được thiết kế một cái sảnh nhỏ là 1m nha các bạn. Và cũng được thiết kế là cột tròn sơn giả đá cẩm thạch. Mẫu nhà này người ta gọi là mẫu nhà mái thái 2 cấp, với phần mái thì sẽ được lợp tôn giả ngói. Phần chân nền thì sẽ được ốp đá trẻ các bạn. Như mình đã có nói ở nhiều video trước thì đá trẻ nó sẽ giúp cho chân nền của ngôi nhà mình nó trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn, đỡ bám bụi bẩn. Và đây chính là cái phần chân nền ốp đá trẻ mà bên đơn vị mình đã thực hiện xong. Khi về cái phần hành lang chữ L, về tương lai thì gia chủ cũng sẽ làm một cái mái kết tại cái vị trí này. Do đó trong cái thời gian thi công thì cũng sẽ được ốp gạch cao lên 1,5m tại cái vị trí hành lang chữ L, giúp cho ngôi nhà này nó trở nên sạch hơn. Cái điều mình cảm thấy rất là thích đến ngôi nhà này là sử dụng cái phần cái tông màu rất là sáng các bạn. Studio thì sẽ được thiết kế xe lô vòng bao quanh xung quanh cái ngôi nhà này, giúp cho ngôi nhà này nó càng trở nên cứng cáp hơn và tăng tính thẩm mỹ. Tổng thể từ ngoài nhìn vào cái ngôi nhà này nó rất là sáng và mình cũng cảm thấy rất là thích sau khi cái mẫu nhà này hoàn thiện đến cái giai đoạn thời điểm bây giờ. Và mình tin chắc rằng ngôi nhà này sau khi hoàn chỉnh xong, gia chủ vào ở sẽ tạo nên một cái điểm sáng và một cái điểm dẫn ở con đường nông thôn nơi ngôi nhà này xây dựng. Mình vừa cùng các bạn trải qua tham quan cái tiến độ thi công của cái mẫu nhà mái thái 2 cấp hành lang chữ L ở nông thôn, với cái chiều rộng mặt tiền là 5m và cái chiều sâu là 19,5m, được bên đơn vị mình thiết kế và thi công trọn gói ở chợ gạo Tiền Giang và mình dẫn mọi người tham quan. Và video của mình đến đây xin kết thúc. Bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.